Cũng trong sáng nay, huyện Tiên Lữ đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huân chương lao động hạng 3 và tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020. Dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, đồng chí Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Sau hơn 9 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Tiên Lữ đã huy động được tổng nguồn vốn gần 4.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân. Đến nay, 100% các tuyến đường huyện, xã, thôn đều được trải nhựa, bê tông hóa, đảm bảo nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của nhân dân. 100% số xã có trụ sở làm việc, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Các thôn đều có nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển mạnh theo hướng hàng hóa, quy mô lớn. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước tính năm 2019 là trên 1.000 tỷ đồng, tăng 115% so với thời điểm trước khi xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện đã thu hút được hơn 200 đơn vị doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, tạo việc làm cho trên 18.000 lao động, nâng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 2.000 tỷ đồng một năm. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đến nay, huyện có 90% các gia đình làng khu phố, cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phát huy dân chủ, cổ vũ động viên sức mạnh của cả cộng đồng trong việc giữ gìn ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường sống lành mạnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới. Với những thành tích đạt được, ngày 14 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1586 công nhận huyện Tiên Lữ đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương những thành tích huyện Tiên Lữ đạt được trong những năm vừa qua, đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục quán triệt nghị quyết của các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò chủ thể, thụ hưởng gắn với việc giữ gìn và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, bám sát đề án phát triển chung của tỉnh, có quy hoạch xây dựng nông thôn mới chi tiết gắn với sản xuất xây dựng nông thôn mới nâng cao và bền vững, phát triển sản xuất theo chuỗi, quy hoạch thành vùng và chú ý đến xây dựng thương hiệu quy hoạch phát triển gắn với du lịch. Chú trọng đổi mới và cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ, tạo nhiều việc làm cho người dân, tiếp tục huy động và tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lữ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lữ. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân cũng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.